Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online Tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Các bạn dự tuyển công chức, viên chức, ôn tập các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm Học viên có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912595654 bốn hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Hôm nay à, tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học trên phần mềm là phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm theo phương pháp tư duy của cái tài liệu thông tư số 34 ngày 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2021 về các cái điều kiện thi hoặc xét thăng hạng giáo viên mầm non à, tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông vân à, vân thì cái phương pháp học theo phương pháp tư duy như thế nào thì hôm nay tôi sẽ minh họa cho các bạn thông qua cái tài liệu này thì chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện trên trên điện thoại cơ sở dữ liệu nó lớn chúng ta nên à, dùng máy tính à, để học à, chúng ta có cái hình địa chỉ hình thức trách nhiệm vn chú ý là đuôi viên sau đó là môn kiến thức chung à, dùng cho tuyển công chức, à, nâng ngạch công chức ở phía trên, còn ở phía dưới là dùng cho giáo viên các cấp à, và viên chức y tế và viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. thí dụ hôm nay các bạn có à, ký danh mật khẩu để đăng nhập vào học môn kiến thức chung à, ôn tập dự thi thăng hạng giáo viên trung học cơ sở à, thì chúng ta kích chuột vào mục số 13 này nếu chúng ta kích chuột nhầm sang mục khác thì chúng ta không đăng nhập được à, mật khẩu và ký danh được cấp ở mục nào là chỉ vào mục đó được thôi à, chúng ta được cấp hai môn chẳng hạn thì chúng ta phải thoát ra môn này thì mới đăng nhập môn khác được chúng ta kích chuột ở mục số 13 nghĩa là nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần và mục số 13 sau đó ta nhập ký danh mật khẩu ký danh mật khẩu và các bạn phải bảo mật nếu người khác biết được chiếm quyền đăng nhập phần mềm các bạn sẽ không đăng nhập được nữa. Vì vậy, các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình. Cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra, à, số báo danh và mật khẩu của em nào em vào. Các bạn chú ý khi phải bảo mật cái mật khẩu của mình. Sau chọn Login để đăng nhập vào phần mềm. Thì trong phần mềm có các cái tài liệu, các file về thông tư, luật, nghị định. Các bạn có thể tải trên phần mềm. Nếu trên phần mềm chưa có thì các bạn tải trên Google. À, các bạn có thể tải trên Google thí dụ như là à, cái file thông tư 34 uh, này thì các bạn có thể tải trên Google thì phương pháp học à, câu hỏi trách nghiệm cho tài liệu này thì thông tư 34 nói về thăng hạ à, giáo viên để các cấp thế thì làm thế nào để các bạn à, có biết được mình đủ điều kiện để mình thi thăng hạng? thì các bạn muốn biết được các bạn có thể đủ điều kiện thì các bạn phải xem ở trên một thông tư 01, thông tư 02, thông tư 03, 04 lần lượt là của mầm non. À 01 là của mầm non. 02 là của à, các tiểu học, 03 là của trung học cơ sở, 04 là trung học phổ thông năm 2021. Và đặc biệt là thông tư 08 sửa đổi một trùm thông tư 01, 02, 03, 04. À, của năm 2023 Để các bạn biết được là các cái tiêu chuẩn của các bạn đủ điều kiện Để các bạn à, thi hoặc là xét năng hạng giáo viên Đó, Thì như vậy các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp à, học cái tài liệu này à, Đối với chúng ta mở lên thì nó đầy mất cửa sổ rồi Thì đối với đâu nốt điều khiển cửa sổ nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn Đối với MacBook thì nằm bên tay trái, thí dụ như là dấu trừ là thu nhỏ cửa sổ. Các bạn kích chuột vào dấu trừ, có nghĩa là chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ, nhấn nút trái chuột thì nó thu nhỏ. Các bạn chỉ chuột vào biểu tượng thu nhỏ, nhấn nút trái thì nó lại mở lên. Đó, đây là phương pháp mở nhiều cửa sổ. Chỉ vào dấu trừ, nhấn nút trái, này nó thu nhỏ. Như vậy các bạn đã có một file tài liệu rồi. Thì các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn tìm câu hỏi trắc nghiệm. Thí dụ như đây là câu hỏi trắc nghiệm cho thông tư 34. Thì các bạn để ý ở đây. Thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào cái dòng thông tư 34. Các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần. Đó. Thì sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy có thực hiện đề thi. Các bạn nhấn nút trái chuột một lần. Sau xuất hiện cái chữ Start. Các bạn chỉ chuột vào chữ Start là bắt đầu các bạn nhấn nút trái chuột một lần, thì sau đó các bạn đọc câu hỏi trên màn hình. Nếu các bạn tự làm bài chưa xem đáp án, chưa xem phương án đúng, chưa xem hướng dẫn, thì các bạn được chọn một trong bốn phương án. Phương án nào đúng hơn cả thì các bạn chọn. Vì sao? Thí dụ a đúng, b đúng, b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b. Có trường hợp như vậy, đúng là gì? là nó có nội dung đúng như trong tài liệu Sai là gì? Nó có cái nội dung đó không đúng như trong tài liệu Và nội dung đó là không có trong tài liệu đó. Thì bây giờ đang học lần đầu Thì các bạn nhìn sang bên tay trái màn hình có chữ finish Tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành Chúng ta xem như hoàn thành Cũng giống như các bạn thi thử Các bạn nốt nộp bài sớm Các bạn cũng kích chuột vào finish Để các bạn hoàn thành các bài nộp sớm còn khi mà hết giờ thì đồng hồ nó trừ lùi các bạn không làm được à, Vì vậy bây giờ các bạn kích chuột học lần đầu Các bạn để mũi tên chuột vào chữ finish Nhấn nút trái một lần hoặc hai lần vào chữ finish Đó, Coi như là hoàn thành Thì các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới Các bạn thấy chữ nộp bài và kết thúc này Thì các bạn kích chuột vào chữ nộp bài kết thúc Nhấn nút trái một lần sau phần mềm xác nhận một lần nữa chắc chắn nộp chưa chắc chắn rồi nhấn nút trái chuột một lần vào nộp bài kết thúc sau đó các bạn đọc câu hỏi thì bây giờ học theo phương pháp tư duy tức là chúng ta hiểu nội dung và khi chúng ta nạp dữ liệu vào bộ óc chúng ta rồi thì trong óc có dữ liệu thì chúng ta bắt đầu tư duy thì tư duy để là làm bài thì kỳ thi chính thức diễn ra đa đề câu gì các bạn cũng làm được. Còn tránh trường hợp chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học vì học không bao giờ cho hết được. và tránh cái trường hợp thứ hai là các bạn chỉ đọc tài liệu thôi mà không học câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn cũng lúng túng. Vì vậy, phương pháp học tốt nhất là thông qua tình huống đặt ra. À, từng câu hỏi này để giải quyết tình huống này. Tức là chúng ta phân giả cái tài liệu ra thành nhiều 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 ý nhỏ thì chúng ta nắm được tốt hơn. Mỗi một ý nhỏ là nó nằm trong câu hỏi trách nhiệm và nó sẽ phủ hết cái, cái tài liệu. Đó, thì cái phương pháp như vậy, căn cứ vào tình huống đặt ra, thí dụ câu 1 khẳng định phương án đúng. khẳng định phương án đúng có nghĩa là trong bốn phương án A B C D chúng ta phải chọn một phương án đúng đúng nhất đúng hơn cả để chọn, tức là có nội dung đúng nhất, đúng hơn cả để chọn. Còn khẳng định phương án sai Tức là phương án có nội dung sai với tài liệu Hoặc là không có cái nội dung nữa trong tài liệu Đó, Các bạn để ý khẳng định như thế Đó là các bạn phải hiểu này. À, giờ các bạn tư duy này. Thí dụ như phương án A Không phải mọi trường hợp giáo viên Đều được thăng hạng nói chung Và xét thăng hạng nói riêng Đó là một mạnh đề Không phải tất cả nhé không phải mọi trường hợp đó là đều được thăng hạng nói chung và xét thăng hạng nói riêng để các bạn hiểu cái mệnh đề này à, tức là có những trường hợp là các bạn có thể đủ điều kiện nhưng các bạn không muốn thăng hạng thì cũng được đó à, thế thì nó không bắt buộc mà Về phương án b chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện thì giáo viên mới được thăng hạng à, khi mà chúng ta đủ điều kiện thì chúng ta mới được thăng mà chúng ta đủ điều kiện chúng ta không muốn thăng thì thì lại đúng với mệnh đề a thế còn mà khi mà chúng ta lại muốn thăng nhưng mà chúng ta lại không đủ điều kiện thì nó lại à, không đúng mệnh đề b và mệnh đề d giáo viên không bắt buộc phải xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đó khi mà khi mệnh đề a các bạn đáp ứng tức là các bạn đủ điều kiện nhưng mà các bạn không muốn thì người ta cũng không bắt buộc các bạn nhà trường không bắt buộc các bạn phải thăng hạng mặc dù các bạn đủ điều kiện nhưng mà các bạn không muốn thăng hạng thì thì mệnh đề b mệnh đề d thì lại đúng tức là giáo viên không bắt buộc phải xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi mà các bạn không muốn Để. còn đương nhiên các bạn muốn mà các bạn lại không đủ điều kiện thì thì các bạn lại à, mệnh đề b đó và không bắt buộc thì mình đề a như vậy chúng ta tư duy như vậy chúng ta chọn ra ngay được phương án c cả ba phương án đều đúng đó đó là học theo phương pháp tư duy nữa căn cứ vào đâu thì có thể khẳng định giáo viên không bắt buộc phải xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp căn cứ điều 31 của luật viên chức hiện nay. Thì trong cái điều 31 để tôi có trích cho các bạn ở đây là viên chức được tức là quyền của mình ấy này, viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị công lập có nhu cầu. Đó, mình được quyền này. Và đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đó. Như vậy cái mà cái căn cứ điều 31 các bạn thấy rằng là à, các bạn có quyền được đăng ký và các bạn không đăng ký thì thôi thì cũng được à, và hai nữa là đơn vị sự nghiệp công lập phải có nhu cầu còn đơn vị sự nghiệp công lập không có cái nhu cầu giáo viên hạng một chẳng hạn thì các bạn muốn lên hạng một cũng không cũng không cũng, cũng không được vì đơn vị sự nghiệp công lập của các bạn là không có không có nhu cầu hay là các bạn là à, không đủ điều kiện nhưng mà ở đây yêu cầu à, tiêu chuẩn như vậy cái căn cứ điều 31 thì các bạn suy ra được các mệnh đề a b d đều đúng đó các bạn thấy tuyệt vời không nè ngoài ra phần mềm hướng dẫn các bạn này các bạn đọc ở trên nền vàng là tóm tắt khá đầy đủ ở đây ngoài ra theo khoản 1 điều 3 thông tư 34 năm 2021 của bộ giáo dục đào tạo giáo viên được xét thăng hạng lên chức danh cao hơn liền kề nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu người đứng đầu cử xét thăng hạng cùng các điều kiện khác đó các bạn để ý là trong tư này, các bạn kích chuột file này thì các bạn kiểm tra này phần mềm đã hướng dẫn các bạn các bạn di chuyển con trỏ xuống các bạn tìm đến điều 3 là tiêu chuẩn điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì khoản 1 này cơ sở giáo dục phải có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự thi hoặc xét chức uh, danh nghề nghiệp đó các bạn chú ý là là còn phải là người đứng đầu phải uh, đồng ý cử bạn đi thi hoặc xét thăng hạng chứ còn các bạn ấy là muốn nhưng mà người đứng đầu không đồng ý để không có nhu cầu thì các bạn cũng không được đó các bạn phải hiểu cái cái khoản một này uh, như vậy các bạn từ đó các bạn tư duy ra câu 1 thì đương nhiên là các bạn chọn cả và ba phương án thế thì các bạn có thể đáp ứng đủ các tiêu chuẩn có nghĩa là là như thế nào? Thì đối với giáo viên cấp 1 thì các bạn xem các cái tiêu chuẩn về 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 bằng bằng cấp rồi các cái tiêu chuẩn thi đua, các tiêu chuẩn thành tích vân vân. Thì các bạn xem trong thông tư 01 đối với mầm non. Đối với các bạn tiểu học thì xem thông tư 02. Đối với các bạn trung học cơ sở xem thông tư 03 à, giáo viên trung học phổ thông thì xem thông tư 04 và hôm nay là à, tháng 4 năm 2023 thì đã có cái thông tư 08 ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2023 à, là sửa đổi một chùm thông tư 01, 02, 03, 04 về thăng hạng giao tiêu chuẩn giáo viên à, để mà các, các bạn đáp ứng được cái tiêu chuẩn À, để dự thi hoặc là xếp, à, thăng hạng giáo viên Thì các bạn xem à, trong các thông tư đó như vậy Thì à, cái thông tư 08 Thí dụ như thông tư 08 có sửa đổi Là đối với giáo viên tiểu học à, Và giáo viên à, trung học cơ sở Thì à, thi từ hạng 2 à, lên hạng 1 Thì trình độ đào tạo chỉ yêu cầu là à, đại học thôi Không yêu cầu trình độ thạc sĩ như các thông tư 01, 02, 03 nữa thì nữa là ví dụ như thế để các bạn phải xem các bạn biết thì như vậy là giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở muốn từ hàng 2 lên hàng 1 thì không bắt buộc các bạn phải có cái cái bằng thạc sĩ thì nhưng mà các bạn có thì càng tốt đấy ví dụ như thế thì các bạn không có thì các bạn có bằng đại học là cũng, cũng đáp ứng rồi Đấy thì uh, riêng uh, cung cấp thêm thông tin thì để các bạn đọc. Uh, để nói như thế là các bạn phải tận mắt các bạn đọc cái thông tư đó để các bạn soi mình vào. Uh, mình biết được như thế là mình đủ tiêu chuẩn. Uh, thì trong các cái thông tư 01 02 03 04 và 08. Thì uh, ví dụ như cấp trung học cơ sở thì các bạn phải xem thông tư 03 và 08. 08 thì thì tất cả các cái giáo viên từ mầm non đến trung học cơ uh, cơ sở trung học phổ thông các bạn đều phải xem thông tư 08 đó lưu ý với các bạn như vậy còn một cái lưu ý nữa tôi cũng khuyên các bạn khi mà các bạn đã đáp ứng được đủ tiêu chuẩn các bạn được xét thăng hạng hoặc là dự thi thăng hạng thì các bạn nên nên tham gia à, chứ không 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 thể nói là là mình mình không bắt buộc cho nên là mình đủ nhưng mình không không thích mình không tham gia thì đối với thầy cô giáo thì cứ chăm chăm đi dạy cho giỏi là tốt nhiều thầy cô giáo thì có khi cũng 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 là muốn mình thăng hạng để, để mình khẳng định cái cái vị thế của mình thế còn nhiều thầy giáo thì nhiều khi lại cũng không muốn nhưng mà theo tôi thì các bạn mà đủ các cái điều kiện để được xét thăng hạng và thi thăng hạng thì các bạn nên tham gia bởi vì sao vì đó chính là đảm bảo cái quyền lợi để đồng lương cho các bạn ở cái bậc thang lương tương xứng với lại cái cái hạng của các bạn được hưởng và một cái điều nữa đó là cái điều gọi là khẳng định cái vị thế của bạn trong trường học cho nên bạn phấn đấu để các bạn đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà các bạn nên tham gia xét à, hoặc thi thăng hạng để khẳng định cái vị thế của mình thế còn cái việc đồng lương thì cũng quý cũng tốt có nhiều thầy thì cũng bảo là thôi thì làm sao cũng được nhưng mà theo thầy cái vị thế thì không thể làm sao cũng được mà cái vị thế các bạn phải khẳng định là vị thế của mình trong trường học à, đương nhiên là mình, anh A là giáo viên hạng một thì cái vị thế thì đương nhiên là cái phong độ nó phải hơn cái vị thế của anh giáo viên hạng 2 rồi đó ví dụ như thế để các bạn thấy khi các bạn đủ rồi thì các bạn nên tham gia. À, nếu như nhà trường có yêu cầu à, và các bạn được cử, các bạn nên nên tham gia, không nên là à, không. Vì vậy các bạn phải để ý. À, vì thế là các bạn sẽ học cái câu hỏi này như thế nào. Thì à, như vậy là cung cấp thêm thông tin à, để các bạn à, thấy rằng là cái sự cần thiết các bạn cũng nên khẳng định cái vị thế của mình. <laughs> Bây giờ sang cái cách học. À, theo phương pháp tư duy để tiếp tục tôi minh họa. Thí dụ như là câu 2 theo thông tư 34 đây là giả thiết này. Từ hàng 2 lên hàng 1. Thì các bạn thấy rằng bây giờ cũng thống nhất cái cái gọi uh, Chức tranh nghề nghiệp của giáo viên là hàng 1, hàng 2, hàng 3 từ mầm non uh, đến uh, trung học phổ thông. Uh, thống nhất một cái tên gọi 1 2 3. 1 là cao nhất à, rồi đến hai ở giữa rồi ba là cái đầu vào là cái 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 hạng thấp nhất đó các bạn thấy là là cái cái chức danh nghề nghiệp cũng chia làm 3 thì rất dễ gọi à, trước kia từ cái năm trước nữa thì cái giáo viên trung học phổ thông và trung học cơ sở thì dùng cái từ hạng 1, hạng 2, hạng 3 Còn mầm non và tiểu học lại dùng 4, 3, 2 Thì cao nhất lại là 2 thì cung cấp thêm thông tin các bạn như vậy như vậy cho đến nay chúng ta bộ cũng đã thống nhất được cái tên gọi giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông là gồm có ba hạng chức danh nghề nghiệp à, chức danh nghề nghiệp hạng 3, hạng 2, hạng 1 và các bạn để ý hạng 1 là chức danh nghề nghiệp cao nhất đó cũng giống như bên công chức là chuyên viên cao cấp là cao nhất thì bên này giáo viên hạng 1 là cao nhất À, cung cấp thêm thông tin như thế các bạn ạ vì thế các bạn phải phấn đấu nỗ lực để mình có cái vị thế à, ít nhất là cũng hạng hai hay là à, các bạn phấn đấu lên được hạng một chức danh nghề nghiệp hạng một thì rất tốt Đấy, cung cấp thêm thông tin để các bạn à, có tinh thần phấn đấu nhá người được xác định trúng tuyển trong kỳ thi à, trong bây giờ à, bây giờ sang cái à, cái cái các bạn để ý hạng 2 lên hạng một nhá đây là hạng cao này này Người được xác định trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có điểm hồ sơ và điểm kiểm tra sát hạch đạt bao nhiêu điểm? Như vậy phương án A điểm hồ sơ là đạt 100 và điểm sát hạch phải đạt từ 15 điểm trở lên. Phương án B điểm hồ sơ đạt trên 70 điểm và điểm sát hạch là đạt từ 15 điểm trở lên. Phương án C điểm hồ sơ đạt 100 điểm hoặc điểm kiểm tra À, sát thạch từ 15 điểm trở lên Phương ngăn D Điểm hồ sơ đạt 100 điểm Và điểm kiểm tra sát thạch đạt từ 15 điểm trở lên à, Căn cứ vào điều 7 Và có nhắc nhở các bạn Chú ý chữ và Thì đáp án đúng trên nền vàng đây Là à, Phải đạt điểm hồ sơ 100 điểm Và Điểm kiểm tra sát thạch phải đạt từ 15 điểm trở lên Như vậy các bạn để ý Là có chữ hoặc Thì lại không được Ví dụ phương án C điểm đạt từ 100 điểm hồ sơ hoặc à, điểm kiểm tra sát hạch từ 15 điểm trở lên thì đây có chữ hoặc, vì sao lại không đúng? Phải là chữ và. Tức là hai điều kiện này đồng thời phải thỏa mãn. Còn có cái chữ hoặc thì có 3 trường hợp xảy ra thì à, điều kiện à, 100 điểm thỏa mãn, điều kiện 2 không thỏa mãn. À, trường hợp thứ hai là điểm sát hạch thì thỏa mãn, điểm hồ sơ lại không thỏa mãn. Trường hợp thứ ba là cả hai cùng thỏa mãn. Như vậy cái mệnh đề C là không đúng hoàn toàn. Đấy cho nên chúng ta loại trừ. À, chúng ta chú ý đúng là chữ và là như vậy này. Và tức là cả hai điều kiện đều phải đáp ứng. Để căn cứ điều 7 thì các bạn kích chuột vào file. Các bạn tìm đến điều 7 để chúng ta đọc điều 7. À, tôi phân tích cho các bạn là tư duy để chúng ta làm câu hỏi trắc nghiệm à, căn cứ vào điều 7 thì căn cứ điều 7 thì các bạn để ý này xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chúng ta để ý cái chữ xét đó cái chữ cái chữ xét này cái chữ xét này bao gồm có cả là à, có trường hợp là là phải thi có trường hợp không phải thi khi các bạn thi à, được điểm rồi thì cũng đưa lên xét để các bạn không phải thi thì trường hợp nào lại không phải thi trường hợp nào phải thi thì căn cứ vào ở điều 7 đây để tôi phân tích cho các bạn tư duy chứ không có nghĩa là là xét có nghĩa là không phải thi xét thì bao gồm cả hai trường hợp trường hợp phải thi thì có kết quả rồi đưa lên xét trường hợp thứ hai là các bạn không thi chỉ xét ở trên hồ sơ thì cũng đều có đều có chữ xét đó các bạn để kia phải phải phân biệt nhá khoản 1. người được xác định trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây đó các bạn phải để ý đủ các điều kiện chứ không phải đủ một điều kiện nha tất cả các điều kiện sau đây đều phải thỏa mãn đó à, các điều kiện nó được thể hiện tại điểm A và điểm B đó trong cái khoản một này à, điểm A có nghĩa là có đủ hồ sơ kèm minh chứng theo quy định đó. điểm B đối với trường hợp Xét thăng hạng từ hạng ba à là hạng hai lên hạng một đó thì phân ra này từ hạng 3 lên à, hạng 2 lên hạng 1 các bạn chú ý từ 2 lên 1 là lên cái mức cao nhất này, lên 1 là cao nhất này điểm à, chấm hồ sơ quy định tài khoản 1 điều 6 của thông tư này phải đạt 100 điểm đó các bạn phải đạt 100 điểm và điểm kiểm tra sát hạch tức là đây là cái cái điểm mà các bạn phải thi đây phải đạt từ 15 điểm trở lên đó các bạn để ý phải đạt từ 15 điểm trở lên à, đối với trường hợp xét thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 điểm chấm hồ sơ theo quy định tài khoản 1 điều 6 của thông tư này đạt 100 điểm thì đến đây các bạn hiểu này như vậy các bạn à, đang ở hạng 3 chức danh nghề nghiệp hạng 3 lên hạng 2 thì các bạn chỉ có xét hồ sơ thôi mà hồ sơ các bạn đạt 100 điểm thì bắt đầu đưa lên xét trung tuyển hay không? Đã. Khi từ hạng 3 lên hạng 2 các bạn đạt 100 điểm hồ sơ thì đưa lên xét các bạn có được thăng hay không, có được trúng tuyển hay không. Còn các bạn từ hàng 2 lên hàng 1 các và cái điểm thi và điểm hồ sơ cũng đưa lên để xét để xem các bạn có trúng tuyển hay không. Đấy, thế thì đến đây các bạn hiểu là đối với hàng 2 lên hạng 1 thì các bạn phải đảm bảo hồ sơ đạt 100 điểm. Giống như từ hạng 3 lên hạng 2 là phải đạt 100 điểm Hạng 3 lên hạng 2 thì không phải kiểm tra sát hạch Lưu ý nhé Hạng 3 lên hạng 2 các bạn không phải kiểm tra sát hạch Chỉ có hạng 2 lên hạng 1 Thì các bạn phải tham gia kỳ thi kiểm tra sát hạch Các bạn phải đạt 15 điểm trở lên Đó, Các bạn chú ý điều này Đó. Còn như vậy là quá tốt rồi Đối với các bạn hạng 3 lên hạng 2 thì khi trường có nhu cầu mà các bạn đáp ứng được các cái tiêu chuẩn như tôi nói trong thông tư 01, 02, 03, 04 và 08 thì các bạn chỉ việc nộp hồ sơ để chấm điểm mà các bạn đạt 100 điểm là các bạn đưa lên xét. Vì sao lại đưa lên xét? Thì như vậy là phải căn cứ vào chỉ tiêu nữa. Các bạn đọc tiếp này, trường hợp số lượng hồ sơ xét thăng hạng đáp ứng nhu cầu tài khoản một điều này nhiều hơn, đó có chữ nhiều hơn như này, chỉ tiêu thăng hạng được cấp À, mà cấp có thẩm quyền giao thực hiện à, đương nhiên là tất cả đều 100 điểm hết thì ví dụ như 100 người các bạn xét từ hạng 3 đến hạng 2 đều đạt trăm điểm nhưng mà chỉ tiêu lại có 80 thôi cho nên phải đưa uh, tất cả lên để xét yeah, là vì như vậy yeah. các bạn đã ứng được 100 rồi xét rồi nhưng mà để xét trúng tuyển thì phải xét phải còn chỉ tiêu nữa yeah, phải căn cứ vào chỉ tiêu À, nhiều hơn chỉ tiêu mà chỉ tiêu nó ít hơn thì các bạn là yên tâm rồi các bạn cái đủ 100 điểm là ok rồi nhưng mà trong trường hợp chỉ tiêu nhiều hơn thì lúc đó là đưa lên xét thì xét như thế nào thì đây các bạn căn cứ khoản 2 nhé à, điểm A đối với trường hợp xét dự thi thăng hạng từ hạng 2 lên hạng 1 đó các bạn hạng 2 lên, lên hạng 1 thì 100 điểm hồ sơ cộng với điểm thi từ 15 điểm trở lên thì các bạn đưa lên bàn để xét bạn bản cần để chúng ta cần chúng ta xét thì lấy điểm kiểm tra sát hạch theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu thăng hạng được cấp có thẩm quyền giao thì như vậy đến đây các bạn quá hiểu rồi à, giống như thi tuyển sinh nhé, xếp từ cao xuống thấp nhưng mà không lấy điểm hồ sơ mà chỉ lấy điểm thi thôi điểm thi kiểm tra sát hạch thì thi cái gì chắc là thầy sẽ nói à, lấy điểm kiểm tra sát hạch xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đó, các bạn thấy ví dụ chỉ tiêu là được 80 mà các bạn có 100 điểm thỏa mãn cả hai điều kiện thì đưa lên xét thì lấy đến 80 là hết. Để từ bạn 81 trở đi thì coi như là à, không không trúng tuyển. Không trúng tuyển không có nghĩa là các bạn thi trượt mà các bạn là hết chỉ tiêu thôi. Cái việc các bạn không trúng tuyển là do hết chỉ tiêu. chứ à, nói cái thi trượt thì nghe nó nặng nề ra. À, nói như vậy có nghĩa là các đợt này là chỉ tiêu hết rồi các bạn chờ đợt sau à, điểm b các bạn đọc này đối với trường hợp siết thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 hạng 3 lên hạng 2 thì có tuyệt vời rồi thì các bạn không phải thi mà chỉ có à, chấm điểm hồ sơ thôi hồ sơ các bạn đáp ứng là vô tư rồi là yên tâm rồi thì nói này sử dụng quy định về nhiệm vụ của giáo viên hạng 2 để làm căn cứ xét thăng hạng lấy điểm minh chứng về các nhiệm vụ hạng 2 mà giáo viên hạng 3 đã thực hiện trong 6 năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ hết hạn để đăng ký xét thăng hạng theo thứ tự từ cao à, cho đến hết chỉ tiêu thăng hạng được cấp của thẩm quyền giao. Đó thì các bạn đọc ở đây các bạn thấy là lấy lại là hồ sơ minh chứng à, cho các bạn làm trong 6 năm liền kề bạn nào hơn thì sẽ lấy à, đối với trường hợp à, các bạn thấy là lấy uh, trong trường hợp xếp thăng hạng sử dụng uh, quy định nhiệm vụ ấy à, thì các bạn phải chú ý để mình uh, xếp vào trong, trong lúc chỉ tiêu nó uh, có có một có tám mươi mà lấy 100 trăm thì nó ràng phải có cái gì đó để để các anh uh, từ 81 trở lên là coi như là, là hết chỉ tiêu thì các bạn phải uh, chờ đợt sau chẳng hạn thì uh, điểm C trường hợp có hai người trở lên có điểm bằng nhau À, nhưng bằng nhau ở, ở, ở nào ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng như vậy đến người ví dụ như là chỉ tiêu 80 à, 100 người nhưng mà đến chỉ tiêu 80 lại có hai người kia là bằng điểm nhau à, thì như thế nếu lấy cả hai thì thành 81 vì vậy chỉ lấy một người thôi thì à, sẽ giải quyết xử lý như thế nào thì xử lý như thế này thì à, việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau chú ý uh, theo thứ tự ưu tiên uh, thứ nhất là giáo viên nữ uh, cái thứ nhất là trong hai người như vậy đó ai là giáo viên nữ một anh nam anh nữ thì đương nhiên là phải nhường cho anh nữ uh, thứ hai là giáo viên là người dân tộc thiểu số đó thì như vậy là hai người đều là nữ giới cả thì là phải tính đến uh, giáo viên người dân tộc thiểu số rồi uh, nếu mà cùng một lại cũng giống nhau thì các bạn lại xét tiếp giáo viên nhiều tuổi hơn tức là tính theo ngày tháng năm sinh Đó, giáo viên nhiều tuổi hơn tính theo ngày tháng năm sinh để có ưu ái thêm thì nếu mà mấy cái tiêu chuẩn này nó lại cũng là như nhau hoặc là không có thì phải tính đến giáo viên có thời gian công tác nhiều hơn Đó. nếu vẫn không xác định được như vậy sau một loạt các tiêu chí này đều là không xác định được tức là tính đến giáo viên công tác nhiều năm hơn thì hai người lại cũng như bằng nhau, đó hai người như nhau, thì tất cả như nhau hết, thì như vậy là không 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 là không không xác định được hai người về ở cái chỉ tiêu cuối cùng là ngang nhau hết, thì cuối cùng là làm nào? nếu vẫn không xác định được người để xác định được thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng có văn bản trao đổi với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức và quyết định người trúng tưởng trúng tuyển theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đó thì các bạn để ý là là do cái người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền xét thăng hạng nhưng là vẫn phải trao đổi bằng văn bản với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức về sau đó là quyết định theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thì các bạn để ý phải trao đổi bằng văn bản chứ không thể trao đổi qua điện thoại hay trao đổi qua email hay là trao đổi qua miệng được cái này phải gửi văn bản in có dấu đàng hoàng à, đó thì các bạn phải lý phải hiểu câu này chứ không này bảo là tôi có gửi anh qua zalo rồi đấy thì như vậy là không được mà đây phải hồ sơ minh chứng người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức xét thân hạng có văn bản đóng dấu hẳn hoi à, để trao đổi với người đứng đầu các cơ quan quản lý viên chức và quyết định đó, cái này nó nó là quyền lợi phải có văn bản. Đó. Thì như vậy là tôi giải thích à, rõ để các bạn hiểu nội dung à rồi các bạn tư duy à, tư duy ra để các bạn à, để chúng ta chú ý. À, và một cái điều nữa là cái kết quả xét không được bảo lưu đâu. Ví dụ lấy 80 người mà các bạn người 81 trượt thì không được bảo lưu. Thì các bạn đọc khoảng ba giáo viên không trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tài khoản 1 à, khoản 2 điều này không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau à, lần sau các bạn lại mới tình luôn đó chẳng chắc hạn các bạn à, xét từ hạng 2 lên hạng 1 thì các bạn không được bảo lưu kết quả thi thì các bạn phải thi lại đó. vì vậy à, để khẳng định cái vị thế của mình khi cơ hội nó đến thì nhất là cơ hội các bạn được dự thi hàng 2 đến hàng 1 thì các bạn nên dành thời gian để ôn tập. Nên dành thời gian không chủ quan được. À, chúng ta phải ôn tập thật tốt. Để thi là chúng ta phải đậu. À, đậu điểm cao. Vì xếp cái điểm kiểm tra sát rạch từ cao xuống thấp. Thì tôi khuyên các bạn như vậy. mình cũng không chủ quan. Mình là giáo viên. Chứ đọc tài liệu là tự mình làm được đâu. Bởi vì từ câu hỏi chắc. Từ tài liệu nó chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm Nó cũng có một khoảng cách. À, cũng cho nên à, nên nên học câu hỏi trắc nghiệm chuẩn bị thật tốt để chúng ta thi hàng hai đến hàng một cơ hội nó đến nên có sang mình mà rớt cái 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 năm nay mà sang năm này có thì chẳng nghĩa mình mới rớt mình lại được đi à phải đến người khác chứ đúng không phải đến người khác cho nên khi có cơ hội thì tôi khuyên các bạn là phải chấp lấy để khẳng định cái vị thế của mình nỗ lực ôn tập cho tốt thì chúng ta đạt được cái, cái 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 mục tiêu là chúng ta chỉ có một cái vị thế ở à, trong trường học. Đó, các bạn phải để ý thế thì, thì là đó là thầy theo thầy là như vậy. À, thì uh, chúng ta để ý là uh, chúng ta muốn biết về cái điểm hồ sơ thì các bạn xem điều 6. Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Uh, xét thăng hạng. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100. Như vậy các bạn phải đạt tối đa 100 rồi à, không thể có dưới 90 được đến đây các bạn phải hiểu này chấm thiêu thăng điểm 100 thì tại điều 7 phải quy định các bạn được 100 nếu điểm hồ sơ các bạn dưới 100 là coi như là bị loại từ vòng từ vòng đầu kế cả thi hạng 2 Lên hạng 1 kế cả thi hạng 3 lên hạng 2 mà điểm hồ sơ dưới 100 thì xem như là mình bị loại từ vòng đầu và trong đây có yêu cầu là không làm tròn số khi cộng các điểm thành phần cụ thể là điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng là cái nhóm này 20 điểm à, ví dụ như các bạn yêu cầu trình độ đại học mà các bạn mới có, có cao đẳng thôi thì đương nhiên là các bạn không được 20 điểm rồi các bạn không bao giờ đạt 100 rồi chấm điểm chấm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ 80 điểm thế thì cái tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ thì các bạn phải soi vào à thông tư 01 đối với mầm non, thông tư 02 à đối với à tiểu học, thông tư 03 đối với trung học cơ sở, thông tư 04 đối với trung học phổ thông và cả ba à cả các và à mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, trung học cơ sở các bạn đều phải soi vào thông tư 08 à, ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2023 nữa. À để các bạn soi vào tiêu chuẩn trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ À, là các bạn như thế nào để các bạn đủ để chấm điểm. Thế còn về tiêu chí trình độ đào tạo bồi dưỡng thì đương nhiên là cái tiêu chí này thì các bạn dễ soi. Các bạn nên soi vào cái cái tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ à, để các bạn phân đấu. Đó, các bạn phải biết. Để, như vậy nhờ, nhiều bạn làm giáo viên không để ý các cái này đâu. Thì các bạn tôi khuyên các bạn nên để ý để các bạn à, biết được để các bạn à, phấn đấu để các bạn đạt được cái tiêu chí để khẳng định cái vị thế của mình trong trường học để nói thế thôi chứ còn anh a giáo viên a mà có hạng 2, mình hạng 3 thì mình mình vẫn là cứ, 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 như thế là cái vị thế của anh ấy hơn mình điều đó là đúng thôi thì các bạn phải phấn đấu thôi người ta phấn đấu người ta được thì mình phải phấn đấu à, hướng dẫn minh chứng và chấm điểm các nhóm tiêu chí được quy định theo phụ lục thì như vậy là các bạn để ý là cái cái soi mình của đó là các bạn tự chấm được rồi mà các bạn soi vào cái tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong các thông tư tôi vừa nói trên là các bạn thử chấm được các bạn vào nhiều điểm rất là rõ ràng công khai minh bạch nhá không có gì giấu giếm nhá không có đổ trên giấu giếm và trên chấm thế mình thế nhá các bạn tự chấm nếu như các bạn tự chấm được 100 trăm trên chấm các bạn dưới trăm thì các bạn có quyền đề nghị xem lại công khai minh bạch rất là rõ ràng môi trường rất là minh bạch các thầy cô giáo đều có trình độ năng lực khác. Đấy, thầy xin giới thiệu với các bạn như vậy các bạn hiếu này. Sau là các bạn có kiến thức trong đầu rồi. Thì bây giờ các bạn tư duy để làm câu hỏi trắc nghiệm. Đó, cái cách học là như vậy. Học một biết 10. Chúng ta học để có kiến thức, chúng ta làm việc tốt hơn. Chúng ta học chúng ta có kiến thức, chúng ta vượt qua kỳ thi. để chúng ta khẳng định cái vị thế của mình. Đó, thầy xin cung cấp thêm thông tin để các bạn đó. À, các bạn sau khi mà nghe video của thầy thì chắc chắn rằng các bạn đã nghe video thì các bạn phải có một ý chí phân đấu này, đó. các bạn không phấn đấu thì các bạn các bạn thiệt thòi tự mình khẳng định mình tự mình chống lấy mình như có ai đâu tự mình soi lấy mình đó giáo viên có một cái vị thế rất là là là, là hay ở chỗ đó các từ các bạn phải soi lấy thôi đó đó. À, rất tuyệt vời các bạn chỉ vào cái mũi tên các bạn thu nhỏ như vậy căn cứ vào điều 7 thì phương án A điểm hồ sơ mà đạt 100 điểm trong óc các bạn ấy là có dữ liệu rồi, trí tuệ AI đâu rồi lôi ra mà mà suy luận thôi. Trong óc đã có dữ liệu rồi, lôi bộ óc ra suy luận này. Điểm hồ sơ 100 điểm đúng rồi. Điểm kiểm tra kiểm tra sát hạch từ 15 điểm cho lên đúng rồi. À, chúng ta chọn phương án A. Cả hai điều kiện đều thỏa mãn là phương án trả lời câu hỏi này. Phương án B Điểm hồ sơ đạt trên 70 điểm không đúng, loại trừ luôn. À, vì đây là xác định người trúng tuyển trong kỳ thi mà. À, trong trong kỳ thi hoặc kỳ uh, xét thăng hạng mà. À, từ hạng 2 đến hạng 1 để xét thăng hạng. Đó. Đây không nói hạng 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 3 lên hạng 2 mà hạng 2 đến hạng 1. Thì nó gồm hai con điểm, con điểm hồ sơ và con điểm thi. Phương án C, điểm hồ sơ đạt 100 điểm được rồi, hoặc điểm kiểm tra chất hạch từ 15 điểm trở lên không đúng. Vì À, có trường hợp à, à, là nó chỉ thỏa mãn một tiêu chí Có chữ hoặc này đã cho nên nó bị loại trừ Phương án D Điểm hồ sơ đạt 100 điểm Và kiểm tra rõ sạch Đạt trên 15 điểm Như vậy là à, Nó cũng bị loại trừ vì nó thiếu Nó xót đi một trường hợp từ 15 điểm Đạt 15 điểm Mà ở đây là từ 15 điểm Phương án D là trên 15 điểm Như vậy tôi được 15 điểm là đúng văn bản chứ À, nhưng mà ở đây trên tức là nó không đúng như ở trong tài liệu chúng ta chú ý từ trên này. đó tư duy là như vậy như vậy bộ óc đã có dữ liệu rồi để nó phải tư duy để đưa ra câu trả lời đó. giống như như các bạn thấy là ai chat uh, uh, ai uh, trí tuệ nhân tạo nó bộ óc là trí tuệ nhân tạo đó đúng là tuyệt vời nhá bây giờ các bạn tư duy à, từ hạng 3 lên hạng 2 người được xác định trung tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghiệp phải có điểm hồ sơ đạt bao nhiêu điểm? Các bạn có dữ liệu rồi, các bạn tư duy đạt trăm điểm đúng rồi. Đạt từ 50 điểm trở lên sai, loại trừ. Đạt trên 70 điểm loại trừ, đạt 90 điểm loại trừ. Phương án đạt 100 điểm. Như vậy từ hạng 3 lên hạng 2 các bạn chỉ cần nộp hồ sơ để chấm điểm theo điều 6 mà các bạn tự chấm được 100 thì các bạn cả nộp mà tự các bạn chấm chữ đàn vào thì thôi thì ta trừ sẽ ta nhường cho giáo viên khác để sang năm ta mới phân đấu được thì ta nộp phải không đó, ví dụ như các bạn có tư duy mở một chút vui vẻ rất là thoải mái và nói với hiệu trưởng là năm nay là em tự chấm chưa được 100 cho nên nhường cho giáo viên khác để sang năm em đủ thì để cho em đi đó cho cho em đi tức là đi đi nộp hồ sơ để xét thăng hạng đó. Như vậy các bạn từ hạng 3 lên hạng 2 nhé. Nói đây nói chung thôi. Vì giáo viên từ mầm non lên cấp 3 thì đều là hạng 1, 2, hạng 3 rồi. Hạng 1 là cao nhất. Hạng 3 là thấp nhất. Đấy nói như thế để các bạn thấy. Để là à, các bạn phải thăng tiến. À, xong bắt đầu sang câu tiếp theo. À, từ hạng 3 lên hạng 2. Người xác định trúng tuyển trong kỳ thi Sẽ thăng hạng chức anh nghề nghiệp. Nếu đủ hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn À, nhiều hơn trí tiêu Thì được giao thì xử lý như thế nào đó Thì các bạn thấy là à, Tôi đã trình bày với các bạn Căn cứ điều 7 Trong trường hợp là 100 người à, Thì, thì xét thăng hạng Từ 3 lên 2 Đấy, Nhưng mà có 80 thôi đó, Thì à, à, Tất cả 100 người đều đạt hồ sơ 100 điểm Thì bây giờ à, Xét như thế nào, ai trúng đây đó, Thì các bạn để ý là căn cứ điều 7 để tôi vừa trình bày ở trên để các bạn tìm ra được đáp án đúng ngay. Thế thì từ hàng 2 lên hàng 1 cũng như vậy. Người trung chuyển hồ sơ trong chức chức danh nghề nghiệp nếu đủ hồ sơ nhưng chỉ tiêu nhiều hơn thì giải quyết như thế nào? Thì cũng căn cứ điều 7. Thì các bạn thấy là lấy điểm kiểm tra sát hạch từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Đó, thì như vậy đó là cái nguyên tắc xếp hàng. À còn cái câu tiếp theo là thăng hạng với hồ sơ ứng viên nhiều chỉ tiêu hơn. Được giao trong trường hợp có hai người uh, trở lên có điểm bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng. Ví dụ như lấy 80 mà đến uh, 80 có hai người bằng điểm nhau thì xét theo ưu ưu tiên nào. Thì các bạn đọc trong bốn phương án đây. Phương án A cũng có bốn cái ưu tiên đây. Đó. Thì các bạn xem phương án nào à, là ví dụ như là phương án uh, À, giáo viên nữ là số 1 à, không có nữ thì xét đến người dân tộc thiểu số không có dân tộc thiểu số thì xét đến uh, người nhiều tuổi hơn rồi nếu không có người nhiều nhiều tuổi hơn uh, là bằng nhau về tuổi thì là phải thời gian công tác nhiều hơn nếu mà thời gian công tác nhiều hơn không là cũng không có là bằng nhau hết hai người đều bằng nhau hết tất cả bốn cái, cái thứ tự này thì chúng ta lại phải cho cái người À, xác định cho cái người đứng đầu à, à, tổ chức xét thăng hạng đề xuất với cơ quan quản lý à, để chúng ta thăng hạng. À, các bạn chú ý thế đúng không? À, thế thì à, cái cái người thì phải căn cứ như vậy cũng phải tìm ra trong hai người phải lấy một người chứ. Thế cho nên là phải cái, cái dòng cuối cùng đây thì các bạn căn cứ vào bốn cái như vậy các bạn soi, à, các bạn soi. Đó, không các bạn soi thì ví dụ như phương án là à, phương án là À, phương án c đây là các bạn là cái cách làm là các bạn loại trừ này ưu à, tiên đầu tiên là giáo viên nhiều tuổi hơn Tính cho người tháng năm sinh thì không đúng rồi à, mà ưu tiên đó phải là nữ à, cho nên cái phương án c bị loại trừ à, các các bạn cứ cứ, cứ để ý thế hai phương án d là bị loại trừ vì cái tiêu chí đầu tiên là giáo viên người dân tộc thiểu số nhưng mà văn bản thì yêu cầu là nữ đầu tiên à, dân tộc thiểu số là thứ hai kia cho nên phương án d bị loại trừ thì các bạn soi c và d bị loại trừ rồi thì như vậy là các bạn sẽ cân nhắc a và b đó thì các bạn xem phương án nào đúng thì các bạn chọn à, các bạn đăng đăng nhập vào phần mềm để học nhé bây giờ là đối với giáo viên hạng 3 lên hạng 1 này thi cái gì còn hạng 2 lên hạng hạng 3 lên hạng 2 thì ngon rồi thì các bạn không phải thi thế còn hạng 2 lên hạng 1 các bạn phải đủ hồ sơ tức là đạt 100 điểm sau đó là các bạn phải thi Thi cái gì? Thì thi bằng hình thức trách nhiệm Hoặc là phỏng vấn à. Hoặc là bằng trách nhiệm Hoặc là phỏng vấn Hoặc là trách nhiệm Hoặc là phỏng vấn hoặc, hoặc tự luận Như vậy phương án A Là có thể, thể tổ chức bằng trách nhiệm Hoặc là phỏng vấn Thì có chữ hoặc ở đây Thì có thể có đơn vị là chỉ trách nhiệm không thôi Mà không phỏng vấn Có đơn vị là chỉ phỏng vấn mà không trắc nghiệm có đơn vị vừa trắc nghiệm vừa phỏng vấn thì như thế là phương án a thì đúng như trong tài liệu thì căn cứ điều 5 thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến điều 5 để các bạn đọc các bạn hiểu được sau đó các bạn tư duy để các bạn làm câu hỏi trắc nghiệm điều 5 nội dung hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp à, hình thức như vậy cái này chỉ dành cho hạng 2 lên hạng 1 thôi nhá. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng 2 lên giáo viên hạng 1 chức danh nghề nghiệp đấy. À, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 lên giáo viên hạng 1 được thực hiện thông qua việc xét chấm điểm hồ sơ. Cái thứ nhất là chấm điểm hồ sơ là một cái chấm giống như hạng 3 lên hạng 2. À, và kiểm tra sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên hàng một của mỗi cấp như vậy à, của mỗi cấp chứ không phải là kiểm tra sát hạch chung cho mọi à, cho tất cả các cấp nhé như vậy kiểm tra sát hạch đối với giáo viên mầm non thì chúng ta à, học khác thí à, dụ như chúng ta phải học điều lệ trường mầm non mà trường tiểu học chúng ta phải học điều lệ trường tiểu học đó là nó là chúng ta đã thấy cái cái, cái khác nhau rồi như vậy chấm điểm hồ sơ Thì, thì các bạn đã à, Tôi đã trình bày với các bạn ở trên Thế còn kiểm tra sát hạch Thì các bạn phải chú ý Là à, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Của giáo viên hạng 1 Các bạn vẫn phải bám vào à, Cũng mỗi cấp đó Cấp nào thì ôn theo cấp đó Điểm B Giáo viên hạng 2 Xét thăng hạng lên giáo viên hạng 1 Được kiểm tra sát hạch hồ sơ 100 điểm theo quy định điều 6 của thông tư này. Điều này có nghĩa là các bạn đạt dưới 100 thì các bạn không không được thi. À, không 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 được dự thi kiểm tra sát hạch. À, điểm dưới 100 là loại luôn. Còn điểm đạt hồ sơ 100 thì các bạn mới được à, bước vào kỳ thi kiểm tra sát hạch. điểm B các bạn phải hiểu nội dung như vậy nhé. À, điểm C việc kiểm tra sát hạch thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm đó là bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn. Đó, thế thì các bạn thấy đây có chữ hoặc mà có chữ hoặc đến đây thì theo cái logic thì có ba cách để thực hiện cách thứ nhất là các bạn phải thông qua làm bài thi trắc nghiệm mà không phải phỏng vấn. cách thứ hai là không làm bài trắc nghiệm mà phỏng vấn các bạn Nói số lượng đông phỏng vấn Thì nó mới mất nhiều thời gian Chắc chắn nhất Giấy trắng mực đen để lại Mà lại thi trên máy tính Khách quan nhất Là nếu, nếu như thầy làm lãnh đạo Thì thầy sẽ chọn cái hình thức Làm bài trắc nghiệm Là yên tâm nhất Là coi như là Có hồ sơ minh chứng trên máy tính Anh thi đó Chứ còn phỏng vấn thì nó là con người Phỏng vấn thì nhiều lúc là nó, nó vẫn có cái tiếng cái tiếng này tiếng kia mặc dù rất khách quan, rất cái giám khảo là rất là 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 trung là công bằng khách quan minh bạch. Nhưng mà người ta thấy cái phỏng vấn này ấy thì theo thầy vẫn có cái gì đó người ta vẫn có những cái là người ta vẫn chưa tuyệt đối được 100% bằng cái hình thức trắc nghiệm khách quan. Làm bài máy nó chấm ngay chuột xong là biết được mình được bao nhiêu điểm. Đấy là, là đối với các thầy cô giáo là cái tiêu chí là công khai minh bạch khách quan là phải đặt lên hàng đầu đấy nếu cho thầy làm cái quyền quyết cái này thầy chẳng trả dạy gì thầy quyết cái phỏng vấn đấy, thầy quyết cái hình thức trách nhiệm khách quan ngũ nguồn giấc thầy ngũ nguồn giấc làm lãnh đạo mà ngũ nguồn giấc là sướng lắm đấy cho nên là chọn cái hình thức làm bài trách nhiệm quyết như thế là yên tâm may nó chấm rồi anh nào làm tốt thì rõ ràng bản thân các thầy đi thi các các thầy cũng không có ý kiến gì khác nhưng mà phỏng vấn ấy, thì có khi là um, một nghìn người chính chính vẫn có một một loại người chẳng hạn là người ta vẫn có uh, phân vấn thì làm lãnh đạo thì người ta đọc cái câu này làm thế nào để cho nó nó ngủ nguồn giấc chẳng hạn như thế thì thì trách ông 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 lãnh đạo khôn thì ông thôi thì trách nhiệm đi đó là lãnh đạo khôn đấy, à, lãnh đạo không phải là cái trách nhiệm là khôn, Cứ anh phỏng vấn cũng khôn chứ, nhưng mà theo, theo thầy thì như thế, đó à, là rất là theo thầy nhá, ta, ta trao đổi với nhau thôi, ta trao đổi cái suy nghĩ của nhau thôi chứ còn, còn quyền là vẫn là quyền của người thực hiện, còn văn bản thì cho phép làm như thế, văn bản nhà nước cho phép là trách nhiệm hoặc phỏng vấn, thì người đứng đầu có quyền là trách nhiệm mà không phỏng vấn người đứng đầu có quyền hay không trách nhiệm mà phỏng vấn người đứng đầu có quyền nên là vừa trách nhiệm vừa phỏng vấn rồi làm đúng văn bản đúng không đều được hết à, xin uh, tạm bạn một chút với các bạn như vậy còn đối với hình đối với hình thức làm bài trách nhiệm đó làm bài trách nhiệm thì thời gian làm bài trách nhiệm là 60 phút đó các bạn thấy khẳng định luôn một cái định lượng luôn nhá không được nhiều hơn nữa này. nội dung các câu hỏi liên quan đến chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục đó chúng ta để ý có chữ về giáo dục này nó liên quan đến về giáo dục ví dụ như luật giáo dục chẳng hạn là đúng rồi đúng không các cái nội dung câu hỏi liên hay là các cái thông tư của bộ giáo dục đào tạo đều liên quan giáo dục hết và nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng chức danh nghề nghiệp của mỗi cấp tối đa 60 câu hỏi 60 câu 60 phút các bạn làm một phút một câu quyết một phát thì trắc nghiệm yên tâm nhá bài trắc nghiệm à, chấm theo thang điểm 30 đó thang điểm 30 mỗi câu 0,5 điểm à, và được các bạn trắc nghiệm trên giấy à, các bạn tô trên giấy hoặc là trên máy tính đó, có hai phương pháp này thế thì à, theo thầy thì nói chung là trên máy tính là nó gọn nhất thì xong mấy chấm điểm luôn như thầy nói nếu thầy là à, có quyền làm cái này thầy quyết trên 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 máy tính hay nhân trên giấy nhiều ấy, hả thi xong là quyết điểm luôn đó khách quan chấm trên giấy nhiều lúc ấy là không may đầu óc mệt nhức đầu những cái câu đúng Thì tích thành sai cũng phân vân lắm cho nên tốt nhất là thi trên máy tính thế còn lại văn bản thì cho phép hai hình thức thì người đứng đầu tổ chức thì có quyền trên giấy hoặc là trên máy tính Thế còn đến đây vắt áp dụng vừa trên giấy vừa trên máy tính nghiền nó cũng chưa chưa chặt chẽ đúng không? Cho nên là chỉ có hai cái cách như vậy thôi. Đó, như vậy các bạn phải chuẩn bị tốt kiến thức để chúng ta làm bài thi trắc nghiệm thì có thể trên giấy trên máy tính. Thế còn, còn, cá nhân thầy thì có quyền thì thầy quyết trên máy tính Đối với hình thức phỏng vấn đó, thì làm thế nào? Đó, nếu như mà lấy người đứng đầu quyết định chọn hình thức phỏng vấn Thời gian thực hiện phỏng vấn không quá 15 phút trên một người. Như vậy là 15 phút trên một người các bạn tính là bốn người mất một tiếng rồi. Như vậy là nếu các bạn đông thì mất nhiều thời gian lắm. Cho nên là chắc là cái trách nhiệm nó yên tâm hơn. À, dự xét này, nội dung phỏng vấn liên quan đến chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục. Nó cũng thế thôi. Nó giống như trách nhiệm trên trách nhiệm rồi và nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp của mỗi cấp học. Bài phỏng vấn được chấm theo thang điểm 30 và thực hiện trực tiếp đối với từng người. Đó, các bạn để ý là phỏng vấn từng người. Giáo viên A phỏng vấn xong xin mời ra ngoài. Đến lượt giáo viên B xin mời lên để mà trả lời câu hỏi. 30 phút hay 15 phút đây thì các bạn chú ý là có 15 phút một người thôi nhá rất ngắn rất nhanh và thang điểm là 30 và phải phỏng vấn từng người chứ không phải là hai người lên trả lời một lúc đâu đó các bạn để ý thế rất rõ ràng tuyệt vời không quá tuyệt vời văn bản rất là đầy đủ rất là minh bạch rõ ràng thì các bạn đọc các bạn cũng đã hiểu rồi Khoảng 2 xét thang hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng 3 đến hạng 2 đó thì đây hạng 3 hạng 2 được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng theo quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 của mỗi cấp. Đó, thì các bạn thấy là hạng 3 lên hạng 2 à, chỉ chấm điểm hồ sơ thôi. Các bạn không phải à, dự thi kỳ thi sát hạch theo hình thức trắc nghiệm hoặc phỏng vấn. Đó, tôi cung cấp thông tin nội dung đầy đủ để các bạn nạp vào bộ óc, sau đó các bạn bắt đầu làm bài kiểm tra có kiến okay, thức rồi bây giờ bỏ óc tư duy để làm bài trí tuệ nhân tạo bắt đầu tư duy sẽ trả lời câu hỏi các bạn đặt đặt câu hỏi cho chat gpt để trí tuệ ai nó trả lời các bạn tức là nó phải có dữ liệu nó mới trả lời được chứ dữ liệu chưa có thì nó lại đưa ra thông báo là chưa có dữ liệu thế thì bây giờ cũng thế thôi các bạn đã nắm được điều năm rồi thầy giáo đã giảng đã phân tích điều năm thì các bạn có thể nghe đi nghe lại một vài lần Nếu các bạn nạp lần đầu mà thấy dữ liệu trong góc là chưa ổn thì các bạn tua các bạn xem lần hai các bạn xem lần ba à, bóc của mình có dữ liệu rồi chúng ta bắt đầu làm bài đây đó như vậy đến đây chúng ta phải chọn phương án a là trắc nghiệm hoặc phỏng vật vấn vì đề bài ra này thăng hạng 2 lên hạng 1 kiểm tra sát hạch điểm hồ sơ đạt 100 thì bằng hình thức nào khi các bạn đủ 100 thì các bạn viết được và đi vào phòng thi sát hạch. Đó, thì ở đây căn cứ điều 5, à, thầy giáo đã trích điều 5 vào đây. Các bạn đọc ở đây hoặc là các bạn đọc tại file nghị định 34. À đáp án đúng là bằng hình thức trách nhiệm phỏng vấn. Phương án B, trách nhiệm cũng đúng. Phương án C, phỏng vấn cũng đúng. À, thế thì trách nhiệm hoặc phỏng vấn thì như thế chúng ta chọn phương án A bao gồm cả B và C. Phương án D, Trách nhiệm hoặc phỏng vấn thì đúng nhưng lại có chữ hoặc tự luận thì không có giá trị tự luận trong văn bản. Cho nên phương án D bị loại trừ. Có tuyệt vời không? Rồi đến câu hỏi à, các bạn là về mốc thời gian. Để căn cứ điều 7, thí dụ như chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có trách nhiệm thông báo kết quả và danh sách giáo viên trung tuyển bằng văn bản tới cơ quan đơn vị cử giáo viên dự xét thì các bạn thấy cái điều này khẳng định là 5 ngày thì các bạn chọn 5 ngày đó thế thì à, các bạn căn cứ vào khoảng 4 điều điều 7 các bạn đọc để các bạn ghi nhớ về mốc thời gian à, trong cái việc xét kết quả thăng hạng để các bạn khỏi thấp thỏm chờ đợi không biết là đến lúc nào là mình có kết quả đây Thì các bạn đọc khoảng 4 điều 7 yeah, Thì tôi đã trích Cái khoảng 4 điều 7 Ở đây cho các bạn rồi Thì các bạn có thể kích file Các bạn đọc à, khoảng 4 điều 7 Tại file Hoặc là các bạn đọc ở Trên cái nền vàng Trong phần mềm Đó, Đây khoảng, khoảng 4 điều 7 đây Là quy định về các mốc thời gian à, Thông báo Các cái kết quả thăng hạng chức danh nghiệp giáo viên trong thời gian 10 ngày kế từ ngày hoàn thành xét thăng hạng thì hội đồng phải làm gì đây? Các bạn ghi nhớ cái mốc thời gian này để các bạn làm bài trách nghiệm thì trong thời gian 15 ngày. Đó, thì các bạn ghi nhớ các mốc này. Mốc 15 ngày, mốc 15 ngày rồi mốc 5 ngày. kể kệ đó, các bạn chú ý là mốc đây. để các bạn thấy là văn bản viết rất rõ ràng, cụ thể để các bạn thấy rằng là người làm việc bây giờ là cứ văn bản mà làm làm đúng văn bản, nó gọi là làm đúng văn bản. Thế thì muốn làm đúng được văn bản thì các bạn phải hiểu đúng văn bản. Sau khi hiểu đúng được văn bản rồi thì lúc đấy các bạn sẽ làm đúng như như văn bản. Văn bản là như vậy. Các bạn chú ý tuyệt vời không này? Quá tuyệt vời luôn. Các bạn càng nghe video của thầy, các bạn thấy rằng là rất là cụ thể dễ hiểu phương pháp học câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm học theo phương pháp tư duy đặc biệt là các bạn thi hàng 2 đi hàng 1 theo thầy các bạn phải khi các bạn đã vững được rồi nên quyết tâm dành thời gian để học để các bạn có thể tự học các bạn có thể đăng ký với thầy để vào phần mềm để các bạn học thì đây là trong phần mềm của thầy là một dừng kích thức các bạn mà có thời gian các bạn học hết được có tuyệt vào ví dụ như các bạn là học luật viên chức nghĩa vụ các bạn phải làm gì vì giáo viên cũng là viên chức mà các bạn nghĩa vụ các bạn phải làm gì bốn phần các bạn phải làm gì bốn phần phải làm gì tức là nghĩa vụ đấy nghĩa vụ của viên chức hay tức là bốn phần phải làm và bốn phần không được làm cái gì tức là những việc làm công chức không được làm theo các quy định theo quy định của pháp luật là là, là 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 các bạn học càng học các bạn càng thấy hay và các bạn thấy là mình không những vừa đi dạy mà các bạn còn phải hiểu các văn bản của Đảng nhà nước à các người ta gọi là các văn bản quy phạm pháp luật là các văn bản của ngành nhé à, rất tuyệt vời, đây là một rừng này các bạn thấy, tôi nút cho các bạn xem Quá tuyệt vời luôn, đây là một rừng kiến thức nếu mà các bạn có thời gian các bạn học thì các bạn được nâng lên một một bậc mới ví dụ được nâng lên hạng một quá xứng đáng này. khi các bạn hiểu được hết các cái nội dung đây à, một lần nữa chúc các bạn thành công à, để bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình này để xuất hiện chữ thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình đó Thì như vậy chúc các thầy các cô à, thành công